Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Ngọc Đô. Thì ngày hôm nay em sẽ lên một cái video liên quan đến dây rắc dành cho đầu thu kết nối súng vang các bác nhé. Thì mấy ngày vừa rồi thì em cũng ra cái sản phẩm là dây rắc Canon ra đầu 6 ly. Đấy, ra đầu 6 ly được rất nhiều các bác và anh em tin dùng đúng không ạ? Thì đây là cái sản phẩm dây rắc 6 ly. Đấy, một đầu là Canon và một đầu 6 ly. Thì đây là đầu 6 ly không cân bằng các bác nhé, cũng gọi là đầu 6 ly mono. Đấy thì khi mà các bác và anh em mua cái rắc Canon ra đầu 6 ly này về thì các bác và anh em chỉ dùng được cho những dòng vang X hay là những cái dòng vang mà nó không hỗ trợ cổng Canon các bác nhé. Thì các bác và anh em sẽ dùng đường Canon cắm vào đầu thu của chiếc vang. Đấy, và đầu 6 ly mono còn lại thì các bác và anh em sẽ cắm vào chiếc vang X hay là một số dòng vang có cổng mic trước. Đấy. Và ngày hôm nay thì bên em về thêm cái sản phẩm rắc 6 ly. Rắc 6 ly là rắc cân bằng. Đây là rắc cân bằng các bác nhé, gọi là rắc xít teo. Thì khi mà các bác và anh em sử dụng dây rắc Canon ra đầu xít teo. Đấy, ra đầu xít teo như thế này. Thì các bác và anh em cắm vào đầu thu và cắm vào những dòng vang X này. Đấy, thì nó vẫn như là rắc mono thôi, đúng không ạ? Vì dòng vang X5 này, X6 và một số dòng vang thì nó ít hỗ trợ cổng xít teo các bác nhé. Đấy, cổng xít teo. Thì bắt buộc nếu mà các bác và anh em dùng hai đường mic riêng biệt cho vang X5 đấy, hay là cho những cái cổng 6 ly của những dòng vang ấy, thì bắt buộc các bác và anh em phải sử dụng hai đường Canon. Đấy, hai đường Canon như này. Đấy thì nó sẽ ra hai đường 6 ly mono các bác nhá, không cần phải xít teo các bác nhá, không cần phải xít teo. Vì chiếc vang X này nó không hỗ trợ xít teo, thì nếu mà các bác và anh em có mua dây rắc xít teo về cắm cũng không có tác dụng, đúng không ạ? Không có tác dụng. Đấy. Thì xít teo nó phù hợp với những lỗ mic như thế nào? Đấy thì khi mà các bác và anh em dùng chiếc vang có một lỗ mic bằng Canon như là chiếc vang đây các bác nhá, có một lỗ mic Canon thì đây là lỗ mic tín hiệu vào cân bằng. Đấy. Thì các bác và anh em sẽ mua một sợi dây như này xem. Đấy, một sợi dây như này. Một đầu Canon đực có nhá, một đầu Canon đực và một đầu 6 ly xít teo. Đấy, đây là rắc 6 ly cân bằng. Thì các bác và anh em sẽ cắm vào giữa đầu thu. Đấy. Và đầu Canon còn lại các bác em sẽ cắm vào cổng Canon của chiếc vang là xong. Đấy thì bây giờ các bác và anh em đã sử dụng được cái tiếng mic xít teo. Thì khi các bác và em sử dụng cái chế độ mic ở xít teo thì cái tiếng mic của nó sẽ không bị tiêu hao các bác nhá. Đấy, không bị suy giảm. Đấy thì cái dây rắc này thì các bác em chỉ cần chơi một rắc thôi là đã chơi được chế độ mic xít teo, đúng không ạ? Đấy. Hoặc các bác và anh em sử dụng những chiếc vang mà ở đường sau của nó chỉ có một đường 6 ly thôi. Chỉ có một đường 6 ly các bác nhá, một đường 6 ly thì các bác và anh em dùng dây rắc này chơi. Đây là rắc 6 ly hai đầu xít teo, đây là rắc 6 ly hai đầu xít teo các bác nhá. Đấy, thì có một số dòng vang có hỗ trợ cổng Canon là 6 ly cân bằng, tức là 6 ly xít teo. Thì các bác và anh em sẽ dùng sợi dây 6 ly hai đầu xít teo này để các bác và anh em cắm vào chiếc vang thì nó sẽ hỗ trợ chơi mic xít teo, tức là mic cân bằng cho bác và anh em. Các bác nhá. Đấy, chứ không phải các bác và anh em cứ đặt rắc Canon ra đầu 6 ly xít teo là về các bác và anh em chơi được chế độ mic xít teo đâu. Đấy, vì con vang nó phải có hỗ trợ cổng mic xít teo các bác nhá, có hỗ trợ cổng mic xít teo. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho bác và anh em là cách nhận biết vang của mình nó có sử dụng lỗ cắm mic xít teo hay không. Thì các bác và anh em phải có đồng hồ các bác nhé, có đồng hồ. Đấy. Đây là một cái rắc xít teo này các bác này, đây là một cái rắc xít teo này các bác nhé. Rắc xít teo này thì nó sẽ sử dụng 3 chân. Đấy, sử dụng 3 chân. Đấy. Chân số 1 này, chân số 1 này. Và bên này là chân số 2 các bác nhá.
và đây là chân mát, tức là chân số 3. Đấy thì khi mà các bác và anh em thử đồng hồ, nếu mà các bác và anh em cắm vào lỗ mic của đầu thu các bác nhé, lỗ mic đồng thu như thế này. Đấy thì các bác và anh em sẽ dùng đồng hồ để đo. Đấy, dùng đồng hồ để đo các bác nhé. Đấy. Đấy, nếu mà các bác và anh em đo đồng hồ vào một cái cực này, đấy cực này và cực mát này, nếu mà không thông mạch thì lỗ mic trên đầu thu này đang sử dụng là xít teo. Đấy các bác nhé, xít teo. Đấy, không thông mạch. Thì tất cả những cái lỗ 6 ly ở trên đầu thu thì là sử dụng dây ổ cắm 6 ly xít teo các bác ạ. Còn trên dòng vang X, đấy, dòng vang X đây, bây giờ em sẽ cắm vào. Đấy thì bây giờ em sẽ dùng đồng hồ em đo, nếu mà chạm vào hai cái cực này mà nó thông mạch như thế này thì là cái lỗ mic của dòng X nó không có chế độ xít teo, đúng không ạ? Đấy, không có chế độ xít teo các bác nhé. Thì khi các bác và anh em dùng một đầu Canon, một đầu Canon ra đầu 6 ly xít teo như này thì cũng không có tác dụng, không có tác dụng các bác nhé, không có tác dụng, thì nó vẫn trở thành là mono. Đấy, còn nếu mà các bác và anh em có những con vang, đấy, có những con vang mà nó hỗ trợ một cổng mic Canon này thì các bác và anh em chỉ cần dùng một sợi Canon đực ra đầu 6 ly, đấy, thì các bác và anh em sẽ cắm vào đít đầu thu như này. Đấy, và các bác và em sẽ cắm vào trục vang. Đấy, là các bác và em sẽ chơi được chế độ mic xít teo rồi. Đấy các bác nhé. Đấy, nếu mà các bác và em chơi dây mic như này thì quá ngon luôn. Đấy, rất là ok. Tiếng mic cho các bác và em là rất tuyệt vời. Đấy, thì cái dây Canon đực ra đường 6 ly xít teo như này thì bên em bán với giá tiền là 100.000 một sợi, không bao ship các bác nhé. Nếu mà các bác và anh em mua hai sợi thì em sẽ bao ship cho bác và anh em. Đấy, hoặc là các bác và anh em cảm thấy là muốn chơi, đấy, muốn chơi rắc 6 ly hai đầu, đấy thì một đầu ship teo 6 ly và một đầu cọc ship teo 6 ly. Đấy, giá cũng là 100.000. Đấy, 100.000 một sợi các bác nhé. Các bác và anh em biết không? Cái dây này các bác và anh em biết không? Em nhập rất cao các bác nhé, rất cao. Nói thật sự các bác và anh em về bán cho bác và anh em để các bác và anh em có những cái dây rắc tốt nhất để các bác và anh em dùng thôi. Chứ còn nói thật các bác và anh em 100.000. Đấy, cái dây này, cái nguyên cái cục cọc này thôi các bác này, mua đã rất đắt tiền rồi các bác ạ. Còn dây chất lượng như này nữa. Đấy, nói chung là nếu mà các bác và anh em có nhu cầu sử dụng những cái dây chất lượng như thế này thì em làm giúp các bác và anh em thôi. Chứ làm giúp các bác và anh em thôi các bác nhá. Đấy, nếu mà các bác nào mà quan tâm đến những cái dây rắc Canon, đấy, Canon cái này ra đầu 6 ly mono. 6 ly mono thì nó sẽ chơi hai đường mic của những cái đường dòng vang X nhá các bác nhá. Hoặc là một số những cái dòng vang nó không hỗ trợ cổng xít teo thì các bác em sơ chơi sợi này để chơi hai đường mic riêng biệt cho em. Còn hỗ trợ xít teo như là cổng Canon thì các bác em chỉ cần chơi một sợi này cho em là 100.000. Đấy. Thì bác nào mà quan tâm đến những cái sản phẩm dây rắc để các bác và em kết nối từ đầu thu xuống vang hay là kết nối từ đầu thu xuống bàn mixer, đấy, hàng dây chất lượng thì các bác và anh em có thể là tham khảo video để các bác và anh em gọi điện cho em đặt hàng. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.